PC còn sống ở châu Âu. Ở đây phong trào chống lại vaccine rất cao, kể cả các cuộc biểu tình của bác sĩ, công an và những người làm công chống lại chính sách buộc họ phải tiêm vaccine trong công việc. Một lý lẽ là vaccine có công nghệ nano điều khiển thông qua thay đổi mã gen, khiến con người vô sinh, bệnh tật, đời sống tâm linh, thức tỉnh, thiền lành của con người bị gián đoạn. Con chỉ nghĩ đơn thuần mình nên tiêm vaccine để không làm phiền mọi người xung quanh. Người tu tứ niệm xứ nên hành xử như thế nào trước các nguồn thông tin trái chiều mà mình không đủ sức biết sự thật? Cái này là cái suy nghĩ cá nhân của sư thân. Suy nghĩ là con người ta đó, sở dĩ họ chống lại đó, bởi vì nó mang tính chất bắt buộc. Cái tự do, hai cái chữ tự do nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của người châu Âu, người Mỹ rất là sâu. Nó sâu đến mức mà đôi khi họ hiểu lầm. Tức là họ, đối với họ, tự do và trách nhiệm nó không dính dáng tới nhau. Họ sẵn sàng vì cái tự do họ thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong khi đó, chúng ta nên hiểu cái tự do của mình nó phải gắn liền đối với trách nhiệm. Bởi vì nếu như chúng ta tự do mà chúng ta không có trách nhiệm thì cái ác gì mà mình không dám làm, tại vì mình tự do và mình chỉ đơn giản mình sợ bị pháp luật trừng trị thôi. Tức là cái gì nó không bị pháp luật trừng trị thì mình cứ làm, bởi vì mình tự do. Thành ra đó, chúng ta nên hiểu là dù ở đời hay ở đạo cũng vậy, mọi người đều có quyền tự do, nhưng mà đó, sự tự do nên đi kèm trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm đảm bảo người khác, trách nhiệm làm cho những người xung quanh của mình được an toàn. Chứ còn mà tự do mà vô trách nhiệm thì nó kỳ lắm. Cho nên nếu như mà quý vị thực hành tứ niệm xứ thì chỉ đơn giản mình hiểu mình cần làm cái việc của mình có quyền tự do quyết định, nhưng mà mình cũng nên có trách nhiệm đối với cộng đồng. Còn mà muốn biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, thì mình phải tìm hiểu. Có những phương pháp để tránh sự hoài nghi. Thứ nhất là mình phải chăm học, chăm tìm hiểu. Tìm hiểu ở đời hay ở đạo cũng vậy. Những cái nguồn thông tin đó, mình phải biết được nguồn tin nào là chính thống, nguồn tin nào là không chính thống. Đấy. Và mình thật sự, nếu mà mình thật sự mình muốn biết sự thật, mình phải dành thời gian ra để mình tìm hiểu, mình nghiên cứu. Chứ không phải là mình thôi thì cứ ai nói gì thì cũng nghe. Mà nếu như trong trường hợp á, mà một người mỗi người nói một ông nói một đằng và nói một nẻo, 9 người 10 ý thì mình không biết cái gì hết. Cho nên mình phải chăm học hỏi. Nếu như mà mình không, ngoài bên cạnh đó mình còn phải thân cận những người có trí ha, thân cận những người có trí, thân cận những người đó mà họ không dễ dàng bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Tức là không có dễ bị người ta dắt mũi đi ấy. Mình nên thân cận những người như vậy. Nên thân cận những người có nhiều trí tuệ. Đây là tôi đang dựa theo Tăng Chi Bộ Kinh cách giải quyết đối với trường hợp mà hoài nghi. Rồi chúng ta còn phải hiểu kinh và luật.
thành thử cái phần trách nhiệm đối với cộng đồng thì mình cứ làm thôi. Xin thưa, ở chùa thì khi mà người ta kêu xét nghiệm thì các sư vẫn đi xét nghiệm thôi. Rồi khi mà người ta kêu tiêm ngừa thì các sư vẫn đi tiêm ngừa thôi. Còn cái người mà không tiêm, xét nghiệm thì không xét nghiệm, tiêm ngừa không tiêm ngừa, thì bản thân họ sống trong sợ, sống trong lo lắng, thì nó sẽ dẫn đến những cái không giúp ích gì được chính bản thân mình trong cái con đường tu tập giải thoát. Quý vị cứ nghĩ đi, một người cứ sống trong lo lắng, sống trong sợ hãi, nhìn người khác đó, thì không biết là họ có an toàn hay không, thì làm sao mà tu. Rồi khi mà riêng ở phần mình thì bản thân mình lo tu tập, sau khi mình đã sống trách nhiệm đối với cộng đồng thì mình lo nỗ lực tu tập, ngay cả nếu như mà mình không có dính thì mình vẫn tu tập như bình thường. Còn nếu như mà mình mai mình F0, mình có dính thì mình lại phải tu tập đó, miệt mài hơn, kiên cố hơn, tinh tấn hơn. Sư thấy những cái hình ảnh rất là cảm động, đó là gì? Có những vị sư bị dính COVID trong khi ở trong những cái vùng tập trung để mà chữa trị, thì các vị vẫn nỗ lực để hành thiền. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cứu cánh duy nhất của các vị. Nếu như hết bệnh thì cũng không có vấn đề gì, trước như thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó. Còn nếu như mà không hết bệnh mà dẫn đến cái chết thì chết trong chánh niệm nó vẫn tốt hơn.